Hiện thành phố Cần Thơ có 31 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Đa phần các hợp tác xã hoạt động ở các lĩnh vực chế biến, thu mua nông sản, thủy sản, xay sát lúa gạo, chân dân. Và sự liên kết của các hợp tác xã này mang đến nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Trong đó có nhiều hợp tác xã tiêu biểu như hợp tác xã nông sản xanh Cần Thơ ở quận Thốt Nốt, hợp tác xã sản xuất thương mại Nhất Tâm ở quận Ninh Kiều đã phát huy tốt năng lực kinh doanh, cung cấp hàng hóa nông sản an toàn cho các hệ thống siêu thị trong và ngoài thành phố. Qua đó từng bước xây dựng liên kết giữa các hợp tác xã sản xuất hàng hóa nông sản an toàn với các đơn vị thu mua, từng bước mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động tại các địa phương. Tới đây, Liên minh Hợp tác xã thành phố tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã, tăng cường ứng dụng các công nghệ mới, ứng dụng số, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước hình thành các mô hình hợp tác xã liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ, cung cấp sản phẩm nông sản an toàn tới tay người tiêu dùng trong và ngoài thành phố.